pha phòng ngự rất tan xả của Nguyễn Hoàng. Xin chào anh em, hôm nay tiếp tục là một trận banh của Lê Minh FC nữa. Trận trước là hòa một đều, trận đầu tiên là thắng 3-1, thì hiện tại là có 4 điểm, thì hôm nay chỉ còn một trận hòa nữa thôi là Lê Minh FC thắng tiến vào trận bán kết. Rồi mình sẽ cùng xem là Lê Minh hôm nay có những cầu thủ nào tham gia trận thứ 3 vòng bảng của giải Futsal phong trào ngày hôm nay nha. Đây, và giờ là đội đang khởi động bóng. Đứng giữa đó là Phi Củi đang mồi bóng cho mấy anh em. Kiên Haja với mái tóc vàng siêu Saiya. Quỳnh Mi Lai chân trái kỳ diệu thay cho Kim Messi. Kim Messi không đá. Kim Messi ở chân trái và đã có một Mi Lai khác thay thế. Và đây Đinh Thành Saika thì trở lại của Đinh Thành với đôi Luna Gato màu xanh lá cây dưới chân cực kỳ đẹp. Hoàng Quân một chân trái nữa của Leo Messi. Nguyễn Tam Tấn Phát, Đỗ Kim Thái em trai của Đỗ Kim Phúc vẫn là một chiếc chân trái. Wow, Leo Messi sao chân trái không thế. Và đây huấn luyện viên Trương Hồng Tài, Tài Siêu Môn Nê, Tài Bèo. Lý Trung Hiếu. Ngọc Lành. Vẫn là một đôi Luna Gato xanh da trời. Và trong thủ môn đó là Nguyễn Thanh Khoa. Đây là 13 Phương Thiện. Đinh Tuấn Thanh. Sự trở lại của Đinh Tuấn Thanh của dứt điểm trái phá. Trận trước Đinh Tuấn Thanh không tham gia được. Hôm nay đã có sự trở lại của Đinh Tuấn Thanh. Thủ môn Nguyễn Thành Khoa và Chán Hói. Ok, lực lượng của Lê Minh FC ngày hôm nay là sẽ có những lượt này. Qua liên tục cú sút rất hiểm của Đinh Thành. Rồi, khởi động xong rồi, mọi người cùng chờ xem nhé. Rồi, các anh em cảm kích nha anh em. Đây, 1, 2, 3, Lê Minh. Đường chuyền ngang của Lý Trung Hiếu cho Đỗ Kim Thái rất tiếc.
pha phòng ngự rất tốt. Wow. Cú dứt điểm trái phá của Lý Trung Hiếu. Vô lê rất đẳng cấp, rất hay. Các bạn thấy cú sút vừa rồi của Lý Trung Hiếu hay thì nhớ like. Giờ biểu viêm này nha. Chén thôi.
30 phút nữa, cố gắng ha, tập trung từ đầu ha. Ha, cố gắng. Ok ok, cố lên. 1 2 3 leo lên.
đây Lê Bân. Giây cuối cùng. Hay vậy? Kết thúc với tỷ số 3 đều và Lễ Minh có tổng cộng là 5 điểm và hiệu số bàn thắng cộng 2 giành vé vào vòng bán kết. Rồi nếu anh em thấy trận thi đấu này hay thì nhớ like và subscribe kênh của mình, mình sẽ còn những review clip của trận bán kết nữa nha và chung kết nữa. Tạm biệt anh em, tạm biệt tất cả. Chào, hẹn gặp lại.